Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình là Phùng Thị Thu Phương, sinh viên lớp Happy khóa 2 của Đại học Edic. Và trên đây của mình đây là Kendama, phục vụ trong môn học cùng tên của chúng mình. Và ngay bây giờ thì mình sẽ thực hiện nhiệm vụ của bài tập về nhà đầu tiên, đó chính là thực hiện động tác Moshikame 50 lần. Nhiều mình cảm ơn các tình yêu đã theo dõi đến cuối video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.